Qua gần một tháng phát động và đi vào hoạt động mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Túy Loan và ký kết triển khai tại 11 xã trên địa bàn. Tuy còn nhiều bất cập về hạ tầng công nghệ, thói quen sử dụng tiền mặt của một bộ phận người dân, song phải khẳng định rằng mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang đem lại sự tiện ích trong giao dịch ở các chợ truyền thống ở Hòa Vang. Là hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Túy Loan, Hòa Phong, với số tiền giao dịch mỗi buổi chợ lên đến vài chục triệu đồng, chị Nguyễn Thị Diệp và chị Trần Thị Tố Nhi rất phấn khởi khi mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt ra đời bởi tính tiện ích mang lại ngoài sức tưởng tượng. Họ chuyển tiền mình rất là khỏe, gọn, mà thời gian cũng rất đơn giản, gọn gọn, khỏe lắm. Ra mắt cái mô hình không dùng tiền mặt ở chợ thì đấy là bước đầu của một cái chợ là văn minh và rất hợp lý. Còn đối với người đi chợ thì việc chỉ mang theo chiếc điện thoại thông minh là có thể mua sắm được những mặt hàng theo nhu cầu cần thiết mà không nhất thiết phải mang theo ví tiền mặt. Trừ là có wifi chi, có wifi đây là miễn phí chân rồi, nên là mình có thể là cập nhật wifi rồi quét mã rất nhanh. Chợ Túy Loan có gần 750 hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Để triển khai mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt, các ngành của huyện Hòa Vang đã tổ chức tuyên truyền mở tài khoản, cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt và in mã QR code cho 250 hộ tiểu thương tại chợ Túy Loan, đầu tư hệ thống Internet cáp quang phục vụ miễn phí tại chợ Túy Loan với 7 đường truyền Wi-Fi tốc độ cao, góp phần thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số tại chợ, trong đó có giao dịch, thanh toán điện tử, thanh toán số giữa hộ tiểu thương và người dân. Đến nay, các xã của huyện Hòa Vang đã phối hợp với 8 ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông, mở hơn 2.000 tài khoản và được in mã QR code cho người dân và các hộ kinh doanh, hộ tiểu thương trên các tuyến đường, các chợ đăng ký xây dựng tuyến đường và chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Đối với bộ quản lý của huyện, chợ huyện cũng như của cấp ở cấp tổ quản lý của các xã đó là cũng phối hợp với các cái đơn vị truyền thông và các cái ngân hàng để là mở cái QR và cái ví điện tử. Rõ ràng, việc triển khai mô hình chợ thanh toán không dùng tiền mặt tuy bước đầu gặp những khó khăn bất cập, song phương thức này giúp cho khách hàng và tiểu thương từng bước tiếp cận với hình thức thanh toán hiện đại, nhu cầu tất yếu trong thời đại 4.0 hiện nay.